Xin chào mọi người, shop gốm sứ trang trí tại địa chỉ 57 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một số những cái mẫu bình giá rất là hạt rẻ ở cửa hàng. Đây là bộ bình 3 chiếc, bao gồm 3 bình họa tiết là chim chỉ hoa phù dung này. Shop đã cắm một bình hoa cho mọi người để mọi người thấy rằng bình có thể cắm được với số lượng là bao nhiêu bông hoa. Bây giờ shop sẽ quay chi tiết của sản phẩm cho mọi người xem. Bình thì có chiều cao là 35cm và chiều ngang của mỗi bình sẽ là 14cm, cắm được rất nhiều hoa nhé mọi người nhé. Em thì không có hoa tay mấy nên là cắm nó không được đẹp cho mấy. Đây ạ, một bộ bình này thì có giá là 450.000 ạ. Đây là bộ chim chỉ hoa phù dung nhé mọi người nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu với mọi người, đây là bộ hoa sen ạ. Họa tiết rất là sắc nét luôn nha mọi người nhé. Em sẽ quay chi tiết cho mọi người này. Bình này thì có chiều cao là 25cm và chiều ngang là 14cm. Còn bình hút tài lộc ở giữa này thì có chiều cao là 17cm, chiều ngang là 15cm ạ. Bình này cũng cao là 25cm mọi người nhé. Giá của bộ sản phẩm này là 450.000 ạ. Shop có tặng kèm chân kê như hình nhé. Rất là dễ cắm hoa cho mọi người luôn ạ. Tiếp theo thì sẽ là mẫu bình hoa khai phú quý ấy. Ở đây là họa tiết là hoa mẫu đơn ạ. Hoa mẫu đơn thì tượng trưng cho phú quý nên là bình này có ý nghĩa là hoa khai phú quý ấy. Kích thước đều là 25cm, cắm hoa thoải mái. Khách nhà em còn đem đi biếu tặng rất là nhiều những cái mẫu này ạ. Đây là bộ 4 bình, họa tiết là xuân sắc mãn viên. 4 bình như mọi người nhé. Giá là 150.000 một bình. Bình này thì em cũng cắm hoa cho mọi người rồi, được rất là nhiều hoa hồng luôn nhé mọi người nhé. Chỗ này chắc cũng phải rơi vào tầm 20 bông đấy mọi người ạ. Sản phẩm rất đẹp luôn, rất ý nghĩa luôn. Họa tiết là xuân sắc mãn viên, chim hoa rất là đẹp ạ. Mọi người cắm rất là dễ cắm ở trong phòng khách, ở phòng làm việc hoặc là kể cả phòng bếp, đặt lên bàn ăn rất là hợp lý luôn nhé. Tiếp theo ạ, đây là mẫu bình họa tiết là tùng hạc nghênh xuân ạ. Hai bình đang đối luôn ạ. Chiều cao hai bình ở hai bên là 25cm và chỉ bình ở giữa là bình hút lộc có chiều cao là 17cm ạ. Tiếp theo, đây là dáng bình giò và ở giữa là bình hút lộc, họa tiết là trúc lâm rất hiền ạ. Bình hai bình ở hai bên có chiều cao là thấp hơn một chút là 23cm và ngang là 14cm ạ. Giá cũng vẫn là 450.000 một bộ nhé mọi người nhé. Tiếp theo, đây là bộ ba bình hút lộc. Hiện tại thì bộ ba bình hút lộc này của bên em thì có giá là 180.000 một bình đấy ạ. Sản phẩm rất là dễ để cắm hoa hoặc là trưng bày trong nhà, hoặc là đem đi biếu tặng ạ. Tiếp theo em sẽ giới thiệu với mọi người một số mẫu bình tiếp theo. Đây là bộ ba bình dáng lục bình. Bộ đầu tiên có họa tiết là hoa đào, bộ thứ hai có họa tiết là sơn thủy, bình thứ ba có họa tiết là hoa sen ạ. Cả ba bình đều có dáng lục bình rất đẹp, rất dễ cắm hoa. Đây em đang cho mọi người xem bình dáng lục bình cắm hoa rất là đẹp ạ. Giá một bộ này là 450.000 mọi người nhé. Chiều cao là 25cm ạ. Tiếp theo đây là bộ bình cảnh có họa tiết là nhân sơn trang. Sản phẩm rất là sắc nét luôn. Em sẽ soi cho mọi người xem chi tiết của sản phẩm. Bình này cũng rất dễ cắm hoa. Hiện tại thì em còn hai mẫu bình như thế này. Một mẫu bình là nhân sơn trang và một mẫu bình là cửu tử ạ. Bình này rất dễ cắm hoa. Đây, em đã cắm thử một bình cho mọi người xem. Rất nhiều hoa luôn, bình này cắm được rất nhiều hoa luôn nhé mọi người nhé. Giá của bộ bình này là một bộ bao gồm hai bình như thế này thì có giá là
400.000 một bộ nhé mọi người nhá. 400.000 một bộ hai bình ạ. Còn đây là bộ bình sơn thủy. Bộ bình sơn thủy này thì có bình ở giữa là bình hút lộc. Hiện tại em đang cắm hoa giả vào cho mọi người dễ quan sát ạ. Bình hút lộc thì có chiều cao là 17 cm, hai bình ở hai bên thì có chiều cao là 25 cm ạ. Rất dễ cắm hoa luôn. Địa chỉ bên shop em là 57 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy nhá. Bên em có rất là nhiều những cái sản phẩm khác mọi người có thể tham khảo ạ. Còn đây là bộ bình 4 cô tiên. Sản phẩm này một bộ của nó là 4 bình như hình em đang quảng cáo. Sản phẩm này cũng rất dễ cắm hoa, em sẽ cắm thử hoa giả vào cho mọi người xem. Mọi người sẽ rất là dễ hình dung nếu mà ở nhà mọi người có thể cắm hoa bày cảnh, kể cả là không cắm hoa thì mọi người bày cảnh cũng rất là đẹp ạ. Bộ bình này thì cao 25 cm, giá của sản phẩm là 650.000 một bộ ạ. Bên em sẽ bao phí ship hàng toàn quốc cho khách hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán ạ. Còn đây là bộ bình cảnh tứ đại mỹ nhân, là bốn người đẹp nổi tiếng trong lịch sử của Trung Quốc ạ. Em sẽ cho mọi người xem chi tiết của sản phẩm. Sản phẩm này mọi người bày cảnh hoặc là mọi người đem đi biếu tặng thì cũng rất là hợp lý ạ. Chiều cao đều là 25 cm và giá của sản phẩm này là 450.000 một bộ ạ. Địa chỉ bên shop em là 57 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy nhé mọi người nhé. Nếu mà mọi người có thời gian thì mọi người có thể qua để xem trực tiếp sản phẩm tại cửa hàng ạ. Em sẽ quay lại những cái sản phẩm em vừa giới thiệu cho mọi người xem ạ. Đây là bộ bình 4 chiếc, họa tiết là xuân sắc mãn viên. Đây là bình dáng giọt lệ nhé mọi người nhé. Đây là dáng lộc bình ạ. Còn đây là bộ chim chỉ hoa phù dung này, em đã cắm hoa cho mọi người rồi. Trang web của bên shop là gomsutrangtri.vn. Nếu mà mọi người muốn tham khảo một số những cái sản phẩm trang trí nhà cửa thì mọi người có thể qua xem trực tiếp tại địa chỉ 57 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, hoặc là mọi người vào trang web gomsutrangtri.vn để theo dõi nhiều sản phẩm của shop ạ. Mọi người hãy đăng ký kênh và theo dõi shop để cập nhật nhiều mẫu mới nhé. Xin cảm ơn ạ.